Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự ngày 20 tháng 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau vụ việc cầu ngòi móng bị sập, đoàn công tác của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hòa Bình do đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra, nắm bắt thực tế tại khu vực cầu bị sập và các cầu ngòi mại, cầu ngòi tôm trên tuyến đường tỉnh lộ 445. Sau khi kiểm tra thực tế, đồng chí Bí thư Thành ủy Hòa Bình đã trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường đối với cầu ngòi móng, Ủy ban Nhân dân thành phố Hòa Bình và phường Kỳ Sơn cần tập trung giải quyết những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng đối với hai hộ gia đình, đẩy nhanh tiến độ thi công cầu mới hiện đang xây dựng song song với cầu ngòi móng. Để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, Ủy ban Nhân dân thành phố nghiên cứu mở đường tạm cho người dân lưu thông. Tại cầu ngòi mại, đồng chí Bí thư Thành ủy giao Ủy ban Nhân dân thành phố Hòa Bình đẩy nhanh công tác lập và phê duyệt phương án bồi thường cho nhân dân. Sau khi có định giá của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tập trung rà soát hồ sơ làm cơ sở phê duyệt phương án di chuyển hai cột điện 35 kV, yêu cầu chủ đầu tư đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công cầu. Tại cầu ngòi tôm, qua kiểm tra đã xuất hiện tình trạng sạt trượt ở mố cầu hai bên. Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị chủ đầu tư khảo sát báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh có hướng xử lý, không làm ảnh hưởng thêm đến độ an toàn của cầu. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn số 1644 về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố tăng cường công tác chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Tỉnh tập trung quyết liệt chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình để hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu về xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện, nâng cao chất lượng, thẩm tra, thẩm định địa phương đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện các chương trình chuyên đề, đặc biệt là tiến độ xây dựng, phê duyệt và tổ chức triển khai các mô hình thí điểm, đảm bảo chất lượng, hiệu quả gắn với mục tiêu của các chương trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tập trung các giải pháp phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập đời sống của người dân, ưu tiên triển khai hỗ trợ, nâng cao năng lực, phát triển các sản phẩm OCOP, du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với lợi thế của từng địa phương, đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường nông thôn, thực hiện hiệu quả đồng bộ các giải pháp, huy động nguồn lực, trong đó huy động tối đa nguồn lực của địa phương để tổ chức triển khai chương trình, tăng cường công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước được giao, đảm bảo hiệu quả phù hợp với quy định và một số nội dung quan trọng khác. Bản tin xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Năm 2024, Yên Thủy được giao trên 146 tỷ đồng vốn đầu tư công, trong đó 54,5 tỷ đồng vốn ngân sách tỉnh, 14,5 tỷ đồng vốn bổ sung cấp huyện và trên 77,6 tỷ đồng vốn các chương trình mục tiêu quốc gia. Tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2024, huyện Yên Thủy đã thực hiện giải ngân được trên 78 tỷ đồng, đạt 53,22% kế hoạch. Ủy ban Nhân dân huyện đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, giải ngân cụ thể đối với từng dự án, từng nguồn vốn, đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 theo kế hoạch giao. Chỉ đạo các đơn vị thi công, các dự án chuyển tiếp, tập trung nguồn lực, nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư, vật liệu, khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công, nhưng phải đảm bảo chất lượng công trình. Tăng cường kiểm tra đôn đốc tiến độ thi công các dự án, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đảm bảo giải ngân vốn đầu tư công, không để xảy ra sai sót hoặc công trình không đảm bảo các yếu tố kỹ thuật. Huyện phấn đấu đến ngày 30 tháng 9 đạt 70% kế hoạch vốn giao, đến ngày 30 tháng 11 đạt 90% kế hoạch vốn giao. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong 2 năm 2024-2025, huyện Cao Phong được hỗ trợ đầu tư 26 công trình. Ủy ban Nhân dân huyện đã giao phòng dân tộc làm chủ đầu tư 21 công trình, giao Ủy ban Nhân dân các xã làm chủ đầu tư 5 công trình. Trong 21 công trình do phòng dân tộc làm chủ đầu tư, có 11 công trình đã được phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, 9 công trình đang trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật,
một công trình đang xin ý kiến về quy mô đầu tư. Đối với các công trình giao do xã làm chủ đầu tư, Ủy ban Nhân dân các xã đã trình thẩm định hồ sơ xây dựng công trình và thực hiện đầu tư theo quy định. Thời gian tới, Ủy ban Nhân dân huyện Cao Phong tích cực chỉ đạo các đơn vị tổ chức giải ngân nguồn vốn, tăng cường giám sát chất lượng thi công công trình để các dự án hoàn thành theo kế hoạch đã đề ra, qua đó hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2025. Ngày 19 tháng 9, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức thăm hỏi trao tiền hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại do bão số 3 tại xã Tân Minh, huyện Đà Bắc, thăm hỏi chia sẻ những mất mát do thiên tai gây ra đối với gia đình anh Hà Văn Tiến ở xóm Trầm, xã Tân Minh. Hộ bị sạt lở đất làm sập hoàn toàn ngôi nhà khiến 4 người tử vong trong cơn bão số 3 vừa qua. Hội Nông dân tỉnh đã trao 8 triệu đồng hỗ trợ, động viên anh Tiến sớm vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, hội cũng đã trao 5 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình bà Sa Thị Đình, xóm Diều Nội, xã Tân Minh, là một trong những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã, bị ảnh hưởng trong cơn bão số 3. Số tiền hỗ trợ hai gia đình trên do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh cùng một số huyện trong tỉnh đóng góp, cùng chung tay giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng bão số 3 và hoàn lưu sau bão. Thiết thực động viên giúp đỡ các gia đình vơi bớt khó khăn, tiếp tục khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, năm học 2024-2025, toàn tỉnh còn thiếu 828 giáo viên ở các cấp học từ mầm non đến trung học phổ thông. Đặc biệt, tình trạng thiếu giáo viên cục bộ vẫn tồn tại ở hầu hết các địa phương, nhất là giáo viên dạy các môn tiếng Anh, tin học, âm nhạc, mỹ thuật. Điều này gây khó khăn cho việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 và kế hoạch dạy học của năm học mới. Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau. Trường tiểu học thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy có 13 lớp học với trên 300 học sinh. Năm học 2024-2025, nhà trường tiếp tục dạy tiếng Anh cho học sinh từ khối lớp 3 đến khối lớp 5. Nhà trường chỉ có 2 giáo viên dạy tiếng Anh nên số tiết tăng, dẫn tới mỗi giáo viên phải dạy 28 tiết một tuần. Trong khi theo định mức của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thì giáo viên tiểu học dạy 23 tiết một tuần. Các trường học thì đang bị thiếu giáo viên dạy tiếng Anh. Thứ nhất, không triển khai được chương trình tiếng Anh tự chọn và giáo viên thì bị quá tải về số tiết. Thế nên là đôi khi thì cũng sẽ dẫn đến các cái khó khăn như là cái việc mà chuẩn bị bài này. Thiếu giáo viên, nhất là đối với hai bộ môn, tin học và tiếng Anh, là thực trạng chung của hầu hết các trường học trên địa bàn tỉnh. Năm học 2024-2025, toàn ngành giáo dục của tỉnh còn thiếu 50 giáo viên mầm non, 429 giáo viên tiểu học, 258 giáo viên trung học cơ sở và 91 giáo viên trung học phổ thông. Hiện nay thì xuất phát điểm khi mới vào nghề thì cái mức lương cơ bản là còn thấp. Chính vì vậy cho nên là giáo viên trẻ mới đi làm thì cái thu nhập là không cao. Cái việc thiếu giáo viên thì giáo viên là hiện tại là phải dạy, có những giáo viên là phải dạy liên trường, dạy từ hai, thậm chí là có thể có những trường hợp cá biệt là đến ba trường. Thì cái việc mà di chuyển nhiều như thế thì nó ảnh hưởng đến, chúng ta lại không có cái chế độ chi trả, ví dụ như là hỗ trợ về tiền xăng hoặc là có những cái phương tiện để hỗ trợ cho giáo viên thì lại không có, cũng là một cái khó khăn. Tình trạng thiếu giáo viên sẽ tác động trực tiếp đến chất lượng dạy và học. Vì vậy, để đảm bảo mục tiêu về chất lượng giáo dục và đào tạo, ngành giáo dục và đào tạo cần có những giải pháp căn cơ và lâu bền. Năm học 2024-2025, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có giải pháp cử giáo viên tăng cường, hoán đổi giáo viên giữa các trường, đặc biệt là giáo viên ở những trường thuận lợi đến những trường khó khăn. Cử giáo viên cốt cán, hỗ trợ chuyên môn, tổ chức học 2 buổi một ngày đối với các trường trung học phổ thông mới tăng lớp. Cái giải pháp trong thời gian tới thì đối với bậc học tiểu học thì phòng giáo dục cũng đã tham mưu Ủy ban nhân dân huyện là trong năm học này là tuyển dụng thêm 20 giáo viên tiểu học nữa. Và hiện nay thì Ủy ban nhân dân huyện cũng đã có cái thông báo tuyển dụng và trong năm nay sẽ là tuyển khoảng 20 giáo viên tiểu học, thì khi đó sẽ đáp ứng được đủ giáo viên để triển khai thực hiện chương trình.
Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo rà soát, bố trí sắp xếp giáo viên, đặc biệt là môn tiếng Anh, hiện có ở các trường trong cùng huyện, theo phương án. Một giáo viên có thể dạy hai trường, giáo viên trung học cơ sở có thể dạy tiểu học, giáo viên ở huyện này hỗ trợ dạy trực tuyến cho học sinh huyện khác. Đồng thời, Sở đề nghị các địa phương đầu tư trang thiết bị để dạy học trực tuyến. Chúng tôi có văn bản điều chuyển giáo viên của những trường thừa đến các cái đơn vị trường học thiếu. Thế rồi chỉ đạo các đơn vị trường học vận động giáo viên học thêm văn bằng 2 giữa giáo viên giáo dục thể chất và giáo viên dạy giáo dục quốc phòng an ninh là điều chuyển giữa các trường. Thế rồi tăng cường ở những cái trường ở vùng thuận lợi đến những cái trường vùng khó khăn. Để giải quyết bài toán thiếu giáo viên về lâu dài, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố đã phối hợp với Sở Nội vụ tuyển bổ sung giáo viên còn thiếu trong năm 2024-2025 và xây dựng kế hoạch báo cáo Bộ Nội vụ bổ sung biên chế ngành giáo dục năm học 2024-2025. Đồng thời, tham mưu với tỉnh có chính sách ưu tiên để khuyến khích giáo viên vùng thuận lợi lên dạy ở những vùng khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, Lương Sơn có nhiều sông suối nhỏ, thường bị ngập úng, sạt lở đất, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Để chủ động ứng phó với các hiện tượng thời tiết cực đoan, huyện Lương Sơn thực hiện nhiều giải pháp, tập trung xây dựng, nâng cấp hồ đập chứa nước, các điểm sạt lở, đồng thời nâng cao tinh thần cảnh giác, năng lực của cộng đồng, người dân trong chủ động ứng phó với các nguy cơ, rủi ro từ thiên nhiên. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Hộ ông Bùi Văn Sản là một trong 122 hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở tại khu vực đồi Lù Thao, xóm Rồng Vòng, xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn. Sau cơn bão số 3, các vết nứt trên đồi đã xuất hiện trước đó ngày càng rộng hơn. Trong sân nhà ông Sản cũng xuất hiện hiện tượng sùi nước từ dưới đất lên. Từ ngày đến giờ nước vẫn cứ chảy ra này và sụt cả đằng sau nữa. Đằng sau sụt đến vai này. Gia đình lấp lại rồi, vào chuồng gà nay phải giữ rồi. Gia đình vẫn mưa gió thì cũng phải lo, phải để ý xem là tình hình là cái hiện tượng thế nào thì cũng phải chạy thôi. Trên địa bàn huyện Lương Sơn hiện có 3 điểm có nguy cơ sạt lở cao là khu vực đồi Lù Thao, xóm Rồng Vòng, xã Lâm Sơn, điểm sạt lở xóm Vé, xã Tân Vinh và điểm sạt lở xóm Vai Đào, xã Cao Sơn. Hiện nay, khu vực đồi Lù Thao, xóm Rồng Vòng, xã Lâm Sơn đã được khởi công xây dựng dự án phòng chống sạt lở và bảo vệ an toàn dân sinh. Thì mong muốn là tới đây, từ nay đến cuối năm thì là cái dự án này được thi công hoàn thiện, làm xong để mong sao để năm 2025 vào mùa mưa bão chúng tôi là không phải sơ tán sạt lở nữa, để yên tâm ở nhà để sinh sống. Bên cạnh đó, trên địa bàn huyện Lương Sơn còn một số công trình hồ đập đã bị xuống cấp cũng gây mất an toàn trong mùa mưa bão. Để đảm bảo an toàn cho người dân, các địa phương đang tiếp tục rà soát các điểm sạt lở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo cho người dân tự phòng tránh thiên tai tại các vùng có nguy cơ sạt lở, đá lăn. Huyện Lương Sơn cũng chỉ đạo các xã thị trấn thường xuyên theo dõi, kiểm tra diễn biến thời tiết, thiên tai và các hiện tượng sạt lở đất đá xảy ra trên địa bàn, lập phương án theo dõi cảnh báo và ứng phó với thiên tai. Tham mưu Ủy ban huyện là cũng phối hợp với Ủy ban nhân các xã thị trấn để là cái rà soát những cái điểm có nguy cơ sạt lở đấy trong năm, để có sẽ phối hợp và cũng chỉ đạo là các xã thị trấn để xây dựng cái phương án cụ thể cho cái từng điểm cái sạt lở, cùng là lực lượng con người đấy, tập trung là thực hiện cái 4 tại chỗ đấy, để trong cái quá trình mà khi mà có mưa lớn xảy ra thì địa phương sẽ có tập trung cái nguồn lực để bố trí di dời. Huyện Lương Sơn chỉ đạo các xã thị trấn trực chốt tại khu vực trọng điểm về thiên tai, bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ tại các điểm có nguy cơ cao về sạt lở, ngập úng để cảnh báo người dân, xử lý các tình huống bất ngờ có thể xảy ra trên địa bàn theo phương châm 4 tại chỗ. Tình trạng thiếu giáo viên trên địa bàn tỉnh năm học 2024-2025. Chi tiết về nội dung này sẽ được đề cập trong chương trình thời sự 19:45 tối hôm nay.
Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Tiếp ngay sau đây như thường lệ sẽ là bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay. Dự báo thời tiết tỉnh Hòa Bình. Khu vực thành phố Hòa Bình, mây thay đổi, có mưa vừa và dông, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực phía Nam tỉnh, mây thay đổi, có mưa vừa và dông, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Khu vực phía Tây tỉnh, mây thay đổi, có mưa vừa và dông, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ.